Hello các bạn, hôm nay là đầy tháng của cu mèo nha. Thì cả gia đình mình đang tụ họp ăn uống để mừng đầy tháng cu mèo nha. Mà cu mèo đi ngủ mất tiêu rồi. Đây cu mèo đây, cu mèo đang ở đây, cu mèo đang tới. Cu mèo tên thật là Cody nha, Cody Nguyễn. Cody là sinh ngày 11 tháng 9. Nai quanh quanh đúng rồi, rất là dễ nhớ. Nay là bác hai lì xì của mèo nè, mừng đầy tháng của mèo nè. Ơi để tỷ đẻ thêm đứa nữa. Trời con nó ẩm, nó ngồi ngon lành, nó ngủ ngon lành luôn kìa. Trời ơi coi kìa, trời ơi nó bị nổi đầy mặt cái luôn vậy, nó đỡ đỡ đó. Nay sập rồi. Đang đợi có mấy anh chị đang tới nữa. Ok. Dạ. Để chú đĩa ngày 1 luôn hả? Nay quanh á. Lấy ngày khác. Lấy ngày khác thì để ngày đó, đâu biết. Đây có ông bà nội nha, ông bà nội, bà ngoại. Cô mèo rất là may mắn luôn, có ông bà ngoại, ông bà nội tới. Đầy đủ mọi người hết. May mắn có đầy đủ mọi người luôn. Ông bà ngoại là bay từ Việt Nam qua luôn. Bạn bên kia là bạn tuổi trẻ, bên đây bạn người lớn. Đang đợi mọi người đến đó các bạn. Lê Quay nhớ mới ngày nào mang cái bụng bự thừ lừ 40 tuần mới chịu ra đó nha, 40 tuần một ngày. 40 tuần một ngày mới chịu ra mà mình phải induce đó. Mèo cái này nó ồn à, nó ngủ lại ngủ à. Nếu mà sanh ra 10 tháng 6 nữa là bác sĩ luôn. Trời ngủ ngon không? Thương không? Giờ cho nằm đâu cũng nằm hết á. Thương không? Cái lắc cái lư cái tay ngủ kỳ vậy trời. Cái tay ngủ gì kỳ vậy mèo? Chưa có mặt kìa. Lấy cái gì bao tay nó lẩm tuột hoài. Cái lấy bao vớ, lấy bao chân leo luôn. Dạ, cái cây gỗ đó. Dạ dạ. Chết cha rồi. Kiểu này ông ngoại xỉn rồi. Không sao đâu. Để đi. Cái gì vậy? Bên đây nhộn nhịp quá. Bên đây cái ngắn nè. Bây giờ mình mới đi ăn, nãy giờ mới cho con mèo đi ăn. Nó bụng quá rồi. Bây giờ hai cha con nè, quay nè. Hai cha con uống mừng cho Cody, mau mau ăn chống lớn nè. 1 2 3 vô. Nửa ly không? Gì không? Được chưa? Nặng lắm đó ba. Ăn cái này có thể ăn cái lớn ngon. Mà giờ là ba có say cũng được, ba say là ba ngủ. Chưa chắc à, chưa chắc, cái này chắc nguyên đêm luôn. Còn phải lái vô phòng á. Vậy vui không? Đừng có vậy thôi. Ủa mấy người cạn chưa phòng kiểm tra. Lái vô phòng nè mô nè. Đó chưa cạn à. Uống à, uống vừa vừa chú à. Còn lái xe xa về đó ba. Đang ngồi ăn uống nhậu nhẹt vui vẻ, còn Cody ngồi thương nghe không, ngồi bây giờ ngắm trời ngắm mây đang phê. Hát đi con, hát con vào lên đường. Nó bị nhậu nhẹt, 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 nhậu nhẹt
Thank you.